Đó, mẹ câu cá rồi con. Nặng không? Không nặng nhưng mà khi nó kéo mình thì... Có lưỡi câu không? Đâu có lưỡi. Qua đi được. Đó, có lưỡi rồi con, to kìa chưa? Trời, con cá đó, ơ cha, con cá. Trong nhỏ không được đâu nha, nhỏ là nó lôi xuống. Con cá này cái gì vậy? Cái gì mà to vậy? Không. Mấy chú nhỏ không được, mấy chú nhỏ là chú. Thấy là cao rồi, nó được đem về làm dấu. Có lưỡi đâu mà dính đâu mà ăn gì hả? Cắn lên thôi chứ ăn rớt xuống lại chứ đâu mà, có lưỡi đâu mà. Mình cá hai tường lam à? Đúng rồi á, cá hai tường hả? Cái gì đấy? Hai tường, mấy tỉ. Mà có thấy con cá nó lên nè, nó lên nè, không có lên nè. Giật thôi chứ nó đâu có ấy đâu mà. Xấu à. Đâu có lưỡi câu đâu mà. Bên kia là 160.000. Đó, ở đây hết thôi, trong kia đây hết thôi, chứ còn chỗ nào chơi nữa không vậy? Ở đây chỉ theo quan thôi. Đó, trời ơi, cái này đó, đó. Trời ơi, trời ơi. Ôi đùi à, có lưỡi câu mà sao dính được. Mà lưỡi câu cũng không kiếm ra nổi. Con đây mà con gì con tàu thuyền rớt xuống đây chắc ăn luôn. Nói xuống là đang thịt luôn á. Nó to khủng khiếp. Cá mú khổng lồ. Vòng chụp hình xong chút nữa lên trên đồi kìa, ở trên đó có nuôi chim con với cái trên đồi đó, đồi nào đâu, đồi đâu cái chỗ này trước khi mình vô á. À ngay cái chỗ quả táo á, có chim con rồi, cái hồ cá chết con rồi, cái vườn cây nhấp á, lấy cái cọng đó, đó, nó lên nè. Cắn chim anh nè. Ừ. Nhảy lên cắn cua anh hả?